Phụ nữ chỉ cần xinh đẹp và thông minh thì sẽ kiếm được tánh chồng tốt. Điều này dường như lại không đúng tại Mông Cổ. Vì sao ư? Hãy xem hết video này nhé! Đàn ông xây nhà, đàn bà thì đi học. Đây là điều rất bình thường tại Mông Cổ trong những thập kỷ gần đây. Các gia đình Mông Cổ cho rằng con gái sẽ chăm sóc cha mẹ tốt hơn khi về già. Một số người thì nghĩ đàn ông cần phải được giữ lại nhà để làm những việc lao động nặng như chăn nuôi gia súc. Và thế là phụ nữ được cho đi học tại các trường ở thủ đô, còn đàn ông thì không. Xu hướng này khiến phụ nữ Mông Cổ nhận được sự giáo dục tốt hơn so với nam giới. Họ ít có khả năng thất nghiệp hơn và tuổi thọ trung bình cũng cao hơn khoảng 10 năm. Kỳ thực, việc phụ nữ Mông Cổ được ưu ái không phải chỉ diễn ra ở thời hiện đại, mà Mông Cổ từ thời Thành Cát Tư Hãn, địa vị của họ vốn đã rất được tôn trọng. Điều này thật khác so với những đồn đoán ngày nay cho rằng phụ nữ thời xưa có địa vị thấp và không được xã hội coi trọng. Hơn nữa, chúng ta đều biết dưới thời Thành Cát Tư Hãn, nhắc đến vó ngựa Mông Cổ thì ai nấy cũng đều phải khiếp sợ. Có người sẽ nghĩ các chiến binh Mông Cổ hẳn sẽ rất hung dữ và thô lỗ với vợ, nhưng điều này là sai lầm. Sự thật thì đàn ông Mông Cổ là những người chồng rất tôn trọng vợ, cụ thể là những người đàn ông trong gia đình thường rất biết nghe lời khuyên từ vợ. Trong lịch sử, một số phụ nữ Mông Cổ còn là những chiến binh tài giỏi, dĩ nhiên đa số họ vẫn sẽ thực hiện thiền chức là người phụ nữ của gia đình, tuy nhiên họ vẫn được hưởng rất nhiều tự do. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, giới nghiên cứu vẫn không ngừng tranh cãi có hay không nữ chiến binh Mông Cổ. Từ thuở lọt lòng, trẻ em Mông Cổ đã phải làm quen với việc di chuyển liên tục. Theo suy đoán của các nhà sử học, chỉ 7 tuổi, trẻ em Mông Cổ bất kể trai hay gái đã thành thạo cưỡi ngựa như bất cứ kỵ binh nào. Tiến sĩ Sally Greenland, Đại học Columbia, Mỹ từng cho rằng chúng thậm chí biết bắn cung, giỏi đua ngựa và còn có thể xung trận nếu cần thiết. Hơn nữa, phụ nữ Mông Cổ còn có thể gánh vác rất nhiều việc nặng nhọc trong gia đình. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, khoảng 90% nam giới Mông Cổ tham gia quân ngũ, theo chân các khả hãn đi đánh chiếm đất đai triền miên. Khi đó, phụ nữ Mông Cổ đảm trách mọi sự trong nhà, bao gồm cả quốc sự. Lịch sử Mông Cổ từng ghi nhận tên tuổi và tài năng trị quốc của đại hoàng hậu Bậc Tê, vợ cả của Thành Cát Tư Hãn. Dù phải thay chồng gánh vác cả giang sơn ở tuổi rất trẻ, bà vẫn quản lý mọi chuyện đâu ra đó. Một trường hợp khác là câu chuyện về cháu gái họ của Hốt Tất Liệt là Hốt Thóc Luân, con gái của hãn vương Hải Đô, người cai trị các vùng Tân Cương Trung Á. Có một câu chuyện rất nổi tiếng về nàng là chuyện đấu vật tuyển phu. Chuyện rằng từ thuở nhỏ, Thóc Luân đã say mê cưỡi ngựa, bắn cung và đấu vật. Nàng thậm chí có sức mạnh còn hơn cả đấng nam nhi. Càng lớn, Thóc Luân càng xinh đẹp nhưng lại không có ý muốn lập gia đình. Hãn vương Hải Đô không thể nuông chiều thêm nên đã ép ái nữ phải lấy chồng. Không thể cãi lệnh cha, Thóc Luân liền mở võ đài tuyển phu. Ai muốn cưới nàng thì phải bước qua võ đài đấu vật với nàng. Nếu thắng, họ được quyền cưới nàng, còn nếu thua, họ phải nộp 100 con ngựa. Kết quả, nàng đã có đàn ngựa lên đến 1.000.000 con, tức là đã thắng cả 100 người. Còn có một câu chuyện rằng Thóc Luân luôn cùng cha lên chiến trường, chỉ cần hãn vương Hải Đô ra lệnh bắt sống hoặc giết bất cứ kẻ nào, nàng có thể sử dụng kỹ năng bắn cung tuyệt đỉnh của mình, mang đầu của người đó về dân cha. Không chỉ Thóc Luân, các phụ nữ Mông Cổ bình thường cũng rất tài năng. Họ giỏi cưỡi ngựa, bắn cung không kém bất cứ nam giới nào. Thời trung đại, thảo nguyên Á Âu đầy rẫy các động vật ăn thịt hoang dã nguy hiểm như chó sói, đại bàng. Sinh kế chủ chốt của người Mông Cổ là chăn thả gia súc. Do đó, phụ nữ thường trang bị cùng tên và cưỡi ngựa đi chăn thả theo nhóm. Họ cũng hay mở các cuộc đi săn, vừa xua đuổi động vật gây hại, vừa tiện thể kiếm thêm thức ăn. Cung Mông Cổ, được ví như súng bắn tỉa thời Trung Cổ, được làm từ sừng và gân động vật, vô cùng cứng cáp và nặng. Khi kéo căng hết cỡ, một cây cung có thể bắn tên xa tới 320 mét. Người sử dụng nó rõ ràng phải rất có thể lực. Thảo nguyên châu Á là vùng đất của nhiều nhóm du mục. Giữa các nhóm luôn xảy ra tấn công, cướp bóc, nên rất có khả năng phụ nữ Mông Cổ cũng thực sự là nữ chiến binh. Tiến sĩ Greenland suy đoán, khi thiếu quân hoặc vấp phải khó khăn, các tướng lĩnh Mông Cổ có thể đã sử dụng đến đội quân dự bị này. Trải qua các cuộc săn, phụ nữ Mông Cổ ngày càng giỏi đa chiến thuật, họ bình tĩnh và cơ trí. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn ông Mông Cổ rất tôn trọng phụ nữ. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, đàn ông vẫn có thể có nhiều vợ, nhưng mỗi vợ sẽ có một cái lều riêng và sống với con mình. Người vợ đầu tiên được coi là vợ cả. Con của vợ cả sẽ nhận được nhiều tài sản hơn những người con khác khi cha của chúng qua đời. Phụ nữ xã hội Mông Cổ cũng có quyền từ chối kết hôn. Nếu như đó là một người đàn ông họ không thích, đây là một điểm rất tiến bộ đối với xã hội tồn tại 800 năm trước. Sau khi chinh phục hầu như toàn bộ châu Á, Thành Cát Tư Hãn từng ra lệnh cấm bắt cóc và mua bán phụ nữ, và đặc biệt là cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo. Đây cũng là một số điểm đáng chú ý, thể hiện sự tiến bộ trong tư tưởng cai trị của Thành Cát Tư Hãn. Phụ nữ càng giỏi càng khó kiếm chồng. Tuy nhiên, quay trở về với thời hiện đại, thì việc phụ nữ Mông Cổ giỏi hơn đàn ông lại rất khó kiếm được chồng, bởi không giống như thời cổ đại, đàn ông và phụ nữ Mông Cổ hiện đại có sự chênh lệch quá lớn về trình độ và tư tưởng. Phụ nữ thành thị phàn nàn có quá ít đàn ông phù hợp với họ. Bogd Chimed Gantogoo, 19 tuổi, sinh viên ngành khoa học chính trị nói rằng các chàng trai thế hệ cô thường huýt sáo với những cô gái mặc váy ngắn. Bogd Chimed cho biết sẽ không kết hôn vì không nhận được sự tôn trọng. Cô nói, khi một người đàn ông không tôn trọng phụ nữ, hiển nhiên anh ta sẽ không phải là một người chồng tử tế. Ông Alima Eltingero, một cây bút chuyên viết về các vấn đề xã hội nói rằng, từ nhỏ, các bé gái Mông Cổ đã được người lớn dạy rằng phải có sự nghiệp thành công và luôn xinh đẹp thì mới tìm được một đối tác phù hợp với mình. Thế nhưng phụ nữ đạt được thành công thì lại không có bất cứ người đàn ông nào tương xứng với trình độ của họ nữa. Vừa muốn kết hôn nhưng cũng vừa muốn tìm được một người cùng trình độ là rất khó. Cô Mendu Hai, 32 tuổi, một nữ doanh nhân điều hành công ty dịch thuật trực tuyến, nói rằng cô bắt đầu khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên. Bạn bè luôn khuyên cô nên nói ít lại, giả vờ ngốc nghếch và lắng nghe nhiều hơn hỏi. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới hồi tháng 3 năm 2018, đàn ông Mông Cổ ở độ tuổi trên dưới 20 đều nghĩ rằng phụ nữ tham vọng hơn họ. Một số người tự hỏi, tại sao phụ nữ phải học hành nhiều đến vậy? Dù chính họ cũng biết rõ điều này làm tăng nguy cơ ế chồng. Phụ nữ Mông Cổ coi thường đàn ông vì tụt hậu hơn mình. Đàn ông Mông Cổ lại sợ phụ nữ vì quá giỏi và nghĩ rằng họ chỉ muốn lấy chồng giàu có. Từ những năm 1990, khi các công ty nhà nước được tư nhân hóa, hàng nghìn đàn ông Mông Cổ đã bị mất việc. Chính phủ bắt đầu quan tâm đến phụ nữ nhiều hơn, khiến tỷ lệ nghiện rượu và thất nghiệp của nam giới ngày càng tăng. Phụ nữ độc thân ở Mông Cổ còn phải đối mặt với một số kỳ thị, khiến cho việc hẹn hò càng khó khăn hơn. Đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ như Tết Nguyên Đán, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi về tình trạng hôn nhân. Ngoài ra, phụ nữ Mông Cổ phải đối mặt với một nền văn hóa tương đối bảo thủ. Thay vì gặp nhau trong quán bar hay club, phụ nữ độc thân thường tìm bạn trên mạng xã hội, nhắn tin riêng tư để tránh sự chú ý. Các cô gái Mông Cổ cứ tưởng học vấn cao thì sẽ tìm được người chồng ưng ý. Nhưng ngược lại, khi đã thành công thì họ lại càng không tìm được người nào cùng trình độ nữa, lại càng không muốn kết hôn với một người kém cỏi. Điều này đã trở thành một vòng lặp, vô tình đẩy các cô gái Mông Cổ vào thế ế trong tư thế ngẩng cao đầu.